bạn nha. Hôm nay phát hiện có một cái con cào cào, con bọ ngựa. Con bọ ngựa này nó có hình dáng rất là độc đáo các bạn. Khác với những con bọ ngựa bình thường. Cái màu sắc của nó nè. Trên lưng của nó có mấy cái đốm. Đốm này không biết sao, không biết đột biến hay là nó ngụy trang này. Trên các bạn để ý trên càng của nó cũng vậy ha. Màu rất lạ. Nó đang bu trên cái cây gạo mình ha. À, tính năng lá thì rất là lạ luôn. Đó. Chính diện khuôn mặt của nó rất là lạ luôn các bạn. Từ trên nhìn xuống lên hình nhìn đẹp. Cao này mới lên qua. Qua này không nhanh gì. Mới lên á chứ nó lớn mà lớn mình mới lên á chứ. Đâu phải là. Còn cái đó hả? Cái đó 5-7 ngày rồi.
10 khoảng 10 ngày nó mới bắt lớn nè. Nó gì chậm quá, chậm mà. Không gầy nó thiếu nắng. Rất là độc đáo luôn. Xíu nè, con này cũng mới nở. Sợ cho ngón tay của mình. Mình chỉ có mà lớn thôi. Biết cái con mọi người này là tên là gì ha, thì để lại bình luận bên dưới nha. Đầu nãy giờ nó không bay luôn, tưởng nó ăn rau mà nó cũng không ăn luôn, không biết nó làm gì, lạ quá. Quan sát coi nó làm gì. Quay tính quay nhanh hay sợ nó bay mà lúc cũng không bay nha. Đây, cận cảnh khuôn mặt của nó đây. Mặt nó gian ra chưa, mặt giống như người ngoài hành tinh vậy. Mấy cái nhà mà phim diễn tưởng rồi, nhà khoa học rồi người ta lấy hình tượng cho con bò ngựa này làm người ngoài hành tinh sao, thấy giống như người, mặt giống như gan mặt người ngoài hành tinh, hai con mắt ở trên miệng hình tam giác, làm gì mà nó cứ cọ cọ cái gì nó bắt đầu nó nhai kìa. Đó, phát hiện lá, những lá rau nhai nhai các bạn. Ăn rồi, ăn rồi. Ăn rồi. Nó ăn được nhiều nha. Chẳng ăn được. Con này nhiều khi là con non chưa biết ăn. Lạ quá. Đây là tổng thể một lần nữa ha. Dán đặc biệt cái con bò ngựa này lạ quá, màu sắc rất là lạ. Thường nói con ngựa, bình thường thì mình thấy là nó chỉ có màu xanh thôi nha, con này nó lại có đốm màu hồng ở trên lưng, trên càng, cái càng của nó cũng có cục cúc giống như là càng cua vậy. Nó giống như con ghẹ vậy. Đột biến hay là nó ngụy trang sao quá lạ. Trời, hôm nay vô tình phát hiện được con bò ngựa thì quay chụp lại xem ha.
Bạn nào biết con bọ ngựa này tên gọi là gì, là nó tại sao mà nó có hình dạng vậy thì bình luận lại bên dưới ha, chia sẻ với mình nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, hẹn gặp lại các bạn trong video sau.